cái khối lượng phân tử của nó là 6.000 và nó gồm có hai cái chuỗi polypeptide mà gồm có chuỗi A thì có 21 axit amin. Thế và chuỗi B thì có 30 axit amin. Có cái cầu nối disulfua ở vị trí 6 và 11. Đấy, chúng ta xem cái công thức của nó nhé. Thì là khi mà anxilin mà được tổng hợp ra ở tuyến tụy á, thì đầu tiên nó ở cái dạng pre-proanxilin. Pre-proanxilin chúng ta nhìn thấy là có một chuỗi này, có một chuỗi, rồi là sau đó thì nó sẽ cắt một cái đoạn gọi là đoạn hình đề là xi-an xê-căng, là tức là cái cơ gọi là đoạn tự tín hiệu đấy. Cái đoạn tự tín hiệu này sẽ bị cắt bỏ đi, đoạn màu màu tím tím đấy, cắt bỏ đi và như vậy nó tạo thành cái chất là proanxilin. Pre-pro thì bây giờ bỏ cái pre đi, thành ra là proanxilin. Proanxilin không còn cái đoạn tím tím ở cái đầu N tận nữa. Đây, không còn ở đầu N tận. Và sau đó thì cái proanxilin đi một cái đoạn peptide C, là cái đoạn màu sẫm sẫm đây này. Tách cái đoạn peptide C đi, tách ra ngoài, tách ra ngoài cái đoạn peptide C ra bên ngoài. Và còn lại thì chỉ còn có hai cái chuỗi với nhau thôi. Hai cái chuỗi là chuỗi alpha và chuỗi A và chuỗi B. Đấy, chuỗi A và chuỗi B. Hai cái chuỗi đó cầu nối, có cầu nối liên kết với nhau và bản thân cái chuỗi A thì lại tự có một cái cầu disulfua nữa. Như vậy đây là cái phân tử anxilin này, phân tử anxilin hai chuỗi này, phân tử anxilin hai chuỗi và người ta gọi là phân tử anxilin mà toàn vẹn rồi đấy. Đấy. À, trong huyết tương thì cái anxilin này nó là thuộc cái loại là peptide, cấu tạo là peptide, mà ta biết rằng là peptide thì là nó có thể lưu thông được, tan được ở trong nước, cho nên là trong huyết tương thì nó ở dưới dạng tự do và không kết hợp với protein. Đấy. À, sau khi nó tác dụng thì nó sẽ được thoái hóa ở gan thận do các cái protease rồi thủy phân chúng. Đấy là cái hormone insulin. Một cái hormone tiếp theo là hormone tủy thượng thận. Ừ, thì có nghe rõ không nhỉ? Rồi ạ, em nghe rõ rồi ạ. Cô cứ nói là em chuyển tự chuyển. Vâng, xong này đến hormone tủy thượng thận nhá, là catecholamine, gọi chung là catecholamine, và có hai cái hormone. Hormone thứ nhất là noradrenaline, hormone thứ hai là adrenaline. Noradrenaline hay còn gọi là norepinephrine, còn adrenaline thì gọi là apinephrine. Apinephrine. Đấy. À, chúng ta thấy rằng trong công thức của chúng nhá là có một cái vòng sáu cạnh này, có hai nhóm OH này, và nếu là noradrenaline, noradrenaline thì là CH2NH2. Đấy. Còn nếu là adrenaline thì cũng là vòng sáu cạnh có hai nhóm OH nhưng mà khác cái no adrenaline ở chỗ là thêm một nhóm CH3 nữa ở cuối chuỗi thêm một nhóm CH3 ở cái mạch nhánh cuối chuỗi nữa. Thế đấy là cái hormone của tủy thượng thận. Đấy. Một cái hormone nữa là hormone tuyến giáp trạng. Hormone tuyến giáp trạng. Hormone tuyến giáp trạng thì chúng ta chỉ cần nhớ hai chất thôi. Một T4. T4 này, T4 nếu trên hình nhá thì là nó là ở dòng thứ ba đấy. T4 này chúng ta thấy được cấu tạo bởi hai cái nhân tyrosine, hai cái nhân tyrosine, mỗi một nhân sáu cạnh này, nhân tyrosine này và cái nhân tyrosine hai nhân kết hợp với nhau nối với nhau tạo thành một cái cầu disulfua. Chúng ta sẽ thấy trong công thức của chúng này là có một cái vòng sáu cạnh thứ nhất, một vòng sáu cạnh thứ hai nối với nhau bằng cầu oxy, xong rồi đến cuối cùng là cái axit amin là alanin đây này, CH2, CHNH2, COOH. Chúng ta nhớ nhá,
Như vậy cái chất này có tên gọi là tiroxin, là T4. T4. Đấy. Thế thì nếu mà phải gọi đầy đủ công thức của chúng ấy thì là ở vị trí 3, có một iốt, ở vị trí 3 có một iốt, vị trí 3 cái người ta đánh số theo dấu mà số 1 2 3 4 ấy, 1 2 3 4 ấy, thì cái số đó nếu như ở gần cái axit amin là alanin thì không có dấu phẩy, mà cái vòng tyrosine ở xa cái axit amin thì là có dấu phẩy. Như vậy là ở đây công thức của tyroxine có 3 này, vị trí 3 này, vị trí 3 phẩy này, vị trí 5 phẩy có iốt, nên gọi tên là teta là 4 iodotyronin, tyronin. Đấy. Thì có thể gọi thay bằng là tyroxine là T4. Thế còn cái công thức cuối cùng này thì lại chỉ có 3 cái iốt thôi. Tức là vị trí 3, 3 phẩy và vị trí 5 có 3 cái iốt, cho nên gọi là triiodo trên kinh nguyên là tyronin. Tyronin, tyronin là được gọi của một cái vòng 6 cạnh với vòng 5 cạnh gắn với alanin. Đấy là tyronin. Vì vậy cho nên là T3 ấy, thì hoặc là gọi là T3 nhưng mà phải gọi tên cụ thể thì là 3 3 phẩy 5 phẩy triiodotyronin, tyronin nhá, tyronin. Đấy, đấy là cái tuyến giác sản. Và như vậy là cô trình bày xong cái bài của óc môn. Về cái bài của óc môn ấy thì là chúng ta chú ý là phân loại và cơ chế tác dụng của óc môn. Bài này quan trọng là cơ chế tác dụng của óc môn, và các bạn chỉ cần trình bày được tên và cấu tạo của óc môn, insulin, tuyến giáp và tủy thượng thận thôi. Hoàn toàn cái phần tác dụng các bạn sẽ được học ở trong sinh lý học và cũng không không giảng trong phần hóa sinh. Đấy, bây giờ để mà nhắc lại cái phần trình bày được phân loại cơ chế tác dụng của óc môn nhé, thì cô không nói đến cái loại mà phân loại theo cái cấu tạo hóa học nữa, mà cô nói phân loại theo cơ chế tác dụng thì có hai loại. Một loại tức là các cái óc môn mà nó tác dụng vào tế bào đít thông qua cái việc gắn với thụ thể của màng tế bào, gắn với thụ thể của màng tế bào. Và loại thứ hai là gắn là tác dụng vào tế bào đít thông qua cái chuyện là gắn với thụ thể ở trong tế bào. Bây giờ chúng ta mới phân biệt hai cái đó để dễ nhớ này. Cái loại mà gắn ở màng tế bào ấy, tức là những cái óc môn mà không chui được vào trong tế bào. Đấy, những óc môn mà không chui được vào trong tế bào là những cái óc môn mà hòa tan tự do trong huyết thanh. Đấy. Và trong huyết thanh nó không cần gắn với protein, nhưng mà bởi vì nó lưu thông được ở trong nước, ở trong huyết thanh, nhưng mà nó lại không tan được ở trong lipid, cho nên nó không chui được vào trong tế bào. Và nó không chui được vào trong tế bào thì nó gắn với cái thụ thể màng tế bào. Khi gắn với thụ thể màng tế bào rồi thì nó tạo thành cái phức hợp óc môn thụ thể. Cái phức hợp óc môn thụ thể ấy sẽ tác động để tạo ra một cái chất truyền tin thứ hai. Đấy. Chất truyền tin thứ hai thông thường là AMP vòng. AMP vòng. Sau cái AMP vòng ấy sẽ tác động làm cho thay đổi cái tế bào đít, thay đổi tính thấm của tế bào đít, hoặc có những cái trường hợp là người ta lại thấy rằng là trên giữa cái chuyện giữa thụ thể óc với lại óc môn ấy. Đấy, trên giữa thụ thể và óc môn đến cái giai đoạn tạo thành AMP vòng thì còn có sự có mặt của protein G, còn có mặt của protein G. Đấy. Như vậy là protein G cũng được coi là một cái chất thụ thể thứ hai. Và lại người ta lại còn thấy rằng là sau khi tạo cái AMP vòng thì AMP vòng đã là cái chất truyền tin thứ hai rồi nhá. Nó là chất truyền tin thứ hai rồi. Nhưng mà sau đó nữa thì AMP vòng lại tác động lên một cái protein kinase.
một cái protein kinase để tạo ra các cái tyrosine kinase và nó là chất truyền tin thứ ba. Đấy. Như vậy là cái chất là cái cơ chế tác dụng của hormone mà tan được ở trong nước thì bắt buộc nó phải tác dụng với thụ thể màng tế bào và phải có cái chất truyền tin thứ hai, cũng có trường hợp là chất truyền tin thứ ba, đúng không? Thế còn cái loại thứ hai là cơ chế tác dụng của hormone mà không tan trong nước, không tan trong nước, khi ở trong huyết thanh nó phải nhờ đến các cái protein để nó vận chuyển đến tế bào đích. Nhưng đến tế bào đích thì nó tách cái protein ra và bản thân cái hormone ấy chui được vào trong trong tế bào. Khi nó vào trong tế bào thì có hai trường hợp xảy ra. Một trường hợp là nó có thể tác dụng ngay với cái thụ thể ở bào tương. Tác dụng ngay với thụ thể ở bào tương. Đấy. Xong rồi cái thụ thể ở bào tương ấy sẽ chui vào trong nhân tế bào và gắn với ADN để mà tổng hợp ra cái ARN thông tin rồi chui ra ngoài bào tương và tổng hợp protein. Đấy là một trường hợp. Trường hợp đó là tác dụng của đấy là một loại tác dụng. Loại thứ hai là các cái hormone mà chui được vào trong tế bào nhưng mà lại tác dụng với cái thụ thể của bào tương, xong rồi nó lại được hoạt hóa, nó chui vào trong nhân tế bào kết hợp với thụ thể trong nhân tế bào và gắn lên cái phân tử ADN. Thì tại đây có hai cái trường hợp xảy ra. Một trường hợp là nó có thể tạo thành RNA thông tin. Đấy, rồi nó chui ra ngoài bào tương tổng hợp protein. Trường hợp thứ hai là nó lại tác động lên cái enzyme DNA polymerase và tổng hợp phân tử ADN mới. Và nếu tổng hợp phân tử ADN mới thì sẽ giúp cho tế bào phân chia. Khoảng ạ. Đấy. Đấy là có hai cái cơ chế tác dụng của hormone khác nhau như vậy. Và chúng ta chỉ cần nhớ hai cơ chế tác dụng của hormone như vậy thôi. Thế còn một số các cái hormone như insulin, hormone của tuyến giáp, của tủy thượng thận thì các bạn nhớ cho cô tên, chứ cũng tên của chất đó, của các cái hormone đó. Đấy, như vậy tức là cô xong cái bài về hormone này. Đấy, xong bây giờ là chúng ta sang một cái bài tiếp theo, tức là bài hóa sinh cơ nhá. Các bạn nghỉ một chút để cô xem máy của cô ra thế nào nhá. Các bạn nghỉ một chút nhá. Vâng.